chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đàn cho cả nhà nghe một cái bản độc tấu có tên là Vans Antonio. Thì cũng đã lâu lắm rồi á, mình chưa có đàn một cái bản độc tấu cổ điển nào hết trơn á. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ đàn cái bài này. Và bài này thì cũng theo hướng là tình cảm nhẹ nhàng. Và mong là mọi người sẽ thưởng thức được cái bản độc tấu này ha. Và ngoài trời thì sắp đang chuyển mưa nè mọi người, giờ này trời nóng quá. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà cùng lắng nghe cái bản độc tấu này của mình nha. Thank you.